Thưa quý vị, một số bệnh viện tuyến cuối ở Hà Nội như Bệnh viện Bạch Mai hay Bệnh viện Việt Đức sẽ mở thêm các phòng khám cấp cứu trong những ngày Tết. Đây là biện pháp nhằm đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu và điều trị kịp thời cho người dân trong những ngày nghỉ Tết sắp tới. Theo đó, trong những ngày nghỉ Tết, 100% các khoa phòng của Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khám bệnh như bình thường. Riêng đối với khoa thận nhân tạo, tất cả cán bộ y tế sẽ trực 24/24 giờ, không có nghỉ Tết. Ngoài ra, bệnh viện cũng mở thêm 4 phòng khám với 10 giường bệnh tại khu vực khoa khám bệnh để hỗ trợ thêm với khoa cấp cứu trong những ngày nghỉ Tết, xử trí và điều trị nhanh cho các bệnh nhân, không để ùn ứ bệnh nhân nhiều giờ. Tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức, các cán bộ y tế cũng được điều động trực luân phiên nhưng có bổ sung nhiều hơn so với năm trước. Ngoài hệ thống khoa cấp cứu hiện có, bệnh viện sẽ bố trí thêm phòng khám cơ động để kịp thời tiếp nhận và xử trí cho bệnh nhân. Cho tới thời điểm này, các bệnh viện trên cũng đã dự trữ đủ thuốc men, máu, chế phẩm, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao và sẵn sàng các xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân, bảo đảm tất cả các bệnh nhân cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất kỳ trường hợp nào.